Rồi, chào mọi người. Hôm nay cửa hàng xin giới thiệu cho người thêm bộ hai cái bộ vít của hãng Toto. Thì hai cái bộ vít này thì trên đây cái sheet này nó gồm là 24 món. 24 món trong sheet. Thì 4 món nó gồm những cái gì? Thì trong đây là nó gồm một cái tay dặn vít, những cái đầu mà để dặn đó. Thì cái đầu trong đây nó có nhiều gồm số là 5 ly, 6 ly, 8 ly nè. 5 ly nè, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly, 10 ly, 11 ly. Là những cái đầu này là từ 5 cho đến 11 ha. Này tôi nhét lại để tôi dặn ốc á, dặn nào vừa nhỏ 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 đó ha. Đó là nguyên bộ này là 2 4 7 7 cái đầu này ha. Và cái này thì nó có thêm 4 cái đầu lục giác bông đó, 4 cái đầu lục giác bông ha. Nó sẽ có 4 size đó, 4 đầu lục giác bông. Lục giác bông như đây nó ghi là thép bằng CRV thì góp size là 10 15 20 25, 10 15 20 25 đó. Và kèm theo dưới đây nữa nó sẽ có là bên đây là 6 cái đầu vít ba ke nha, 6 đầu vít ba ke, 6 đầu vít dẹp, 6 đầu vít ba ke thì nó gồm những cái số là SL3, SL4, L5, SL6, SL7, SL6 hai cái, SL7 đó. Thì nó làm bằng cái cũng thép là CRV đó. Còn bên đây là giác dẹp thì nó làm là BH1, BH2, BH2 hai cái, BH3 và có BH3 đó. Quên cái đầu này nè, bên đây là đầu, bên đây đầu này là đầu dẹp ha, giới thiệu lộn. Đầu dẹp, còn đầu bên ba ke là đây. Ba ke thì nó gồm là BH1, BH2, BH3, hai cái BH3 và một cái đầu BZ1, BZ2 đó. BZ1, BZ2 thì cái đầu nó sẽ khác. Mọi người nhìn thấy là cái đầu nó khác cái đầu này. Cái này là dẹp, dẹp thì nó như đây. Thì tổng cộng đây là 6 nè, 6, 12 nè, 12 này với 7 là 19, 19 với cái này là 23, 23 với món này là 24. Rồi 24 món vít sử dụng gia đình, giá có 170.000 ha. Rồi kế tiếp mẫu này nó sẽ nhiều hơn, nó tới 33 món đó. Thì ở trong đây nó gồm những gì? Thì theo hình đây thì có gồm một đầu nối nè, hai đầu nối ha. Rồi vít ba ke, vít dẹp, đầu lục giác. Rồi ở đây giới thiệu này nè đó, thì trên đây vít nó sẽ nhiều hơn cái đầu này, cái vít nó sẽ nhiều hơn đó. Thì cái vít trong đây này vít lục giác nè, lục giác là nó có là H3 H4 H5 và trong đây có một cái đầu ba ke, mà ba ke dạng BZ1 thì nó có xẻ thêm cái rãnh nằm ở giữa đây, cái rãnh nhỏ nằm đây đó, BZ1 BZ2. Thì trên đây nó sẽ có cái đầu lục giác bông, cũng với bông một tay 10 15 20 15 30, ba cái. Ở trên đây loại ba ke thường là BH0 nhỏ xíu á, 1 2 3 4, BH2 BH3, BH2 thì chúng ta xài nhiều. Thông thường cái đầu vít chúng ta xài là BH2 là chúng ta xài nhiều nên nó sẽ trang bị chúng ta là hai cái chứ không phải là như ha. Nó thông thường chúng ta xài BH2 nó nhiều nên nó sẽ trang bị chúng ta nhiều thôi đó. Này BH2 là hai cái. Rồi mình dẹp này thì có 3 4 5 6 6, nó xài nhiều nó trang bị chúng ta là hai cái sáu nha đó. Thì trong đây thì cái đầu cái nụ đây đó, những cái nụ để mở trong đây nó còn là 3 6 9 cái, 9 cái này trong hộp tôi không khui ra được, 9 cái nụ. Thì trong đây nó có thêm cái hai cái đầu nói, một cái đầu vít nè, hai đầu nói này. Cái đầu dít này thôi, hai đầu nói, giá là 300.000 cái mọi người ha. Người nhu cầu mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nè. Cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào.